Ok, đi vào trong thôi. Tiên thân mến, chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Mọi người có khỏe không? Các bạn ơi, Tiên đang trên đường đi đến một thành phố khác, cách thành phố nơi Tiên ở khoảng 15 đến 20 phút lái xe. Đây là khu vực Tiên đang ở và họ đang sửa đường đó các bạn. Họ tráng lại hết nhựa đường, đường lớn và đường nhỏ họ đều tráng lại hết để chuẩn bị cho cái mùa mưa sắp tới. Đây thành phố Cambo. Thành phố này thì rất là đông người Mỹ trắng ở. Thường thì khu mà đông người Mỹ trắng ở thì nó sẽ không có nhộn nhịp như là khu của người châu Á. Những cửa hàng ở đây rất là sạch đẹp các bạn. Thì đây cũng là lần đầu tiên Tiên đi đến cái cửa hàng này. Cửa hàng cũng khá là rộng, trang trí đẹp mắt và có bán rất là nhiều loại mà từ trước tới giờ thật sự là Tiên cũng chưa có từng thấy qua. Thí dụ như là cái miếng này là cái miếng giữ nhiệt cho bàn chân của mình. Còn đây là tất cả các loại đèn, gọi là đèn solar. Đèn solar này là đèn sử dụng bằng năng lượng mặt trời để cho mình đi cắm trại đó các bạn, hay là mình đi rừng đó thì mình sẽ có để mình sử dụng ha. Giá cũng khá là cao. Đi vào cửa hàng này thì Tiên thấy họ bán rất là nhiều loại, đủ thứ hết, từ đồ để cho mình mặc đi trượt tuyết cho đến đồ lạnh bình thường, đồ cho trẻ em, đồ cho người lớn và đồ để đi biển. Đây là khu vực bán đồ trẻ em, trang trí rất là bắt mắt, rất là đẹp mắt ha các bạn ha. Tiên thường rất là ít khi mua hàng hóa ở ngoài cửa hàng. Thường quần áo của Tiên thì Tiên thường hay mua online nhiều hơn. Cái áo này là hiệu North Face đó các bạn. Những cái miếng lướt ván này đẹp quá. Con gái Tiên nó rất là thích lướt sóng. Thì Tiên thấy con Tiên nó cũng có mua một miếng đó các bạn, giá khoảng 500. Và cũng có những miếng rất là mắc đến vài ngàn. Cuối cùng thì Tiên quyết định không mua gì ở cửa hàng này hết, tại vì giá cao hơn cái giá mà Tiên mua online rất là nhiều.
đô nhưng mà made thì made in Việt Nam. Hãng máy bay mình bay là hãng gì vậy con gái? American Airlines. Ok, đây là hãng máy bay mà Tiên và con gái sẽ bay nha. Hai mẹ con đang check in bằng máy. Thì con gái nó lên online, nó làm hết trơn rồi ha. Mọi thứ là có sẵn trong đây hết. Là người ta approve sẵn trước rồi. Thế này hả? Ừ. À. Đó là một cái dịch vụ đấy. Thì thường nếu mà đông đi qua cái line nó sẽ lẹ hơn. Còn những người bình thường thì đi phía bên này. Rồi, ok, đi vào trong thôi. Một cô tiên cô đang đi lẹ trong sân bay. Cô tiên cô ơi, bình thường cô đi quay làm vườn mà hôm nay cô đi lạc đi đâu đây cô? Cô Tiên còn chưa trả lời con kìa. Cô Tiên, hôm nay cô Tiên đi lạc ra tới đâu đây? Đi lạc như San Jose Airport. Đi tới cổng số 7. Mà bình thường là background cô là sân vườn nhà cô mà hôm nay cô đi lạc đâu ra tới đây? Mình nhắc sân vườn, nhớ sân vườn lắm. Không ai chăm sóc. Mà đi lên lên máy bay là cần phải có cái giỏ này. Bỏ dép rồi bỏ gối, bỏ đủ thứ hết, những cái cần thiết. Bây giờ mình đi tới cái cổng số 7 là cổng Tiên sẽ lên máy bay để bay đi LA. Đi thôi. Gái ơi, ngồi đợi nửa tiếng mà sao thấy thời gian nó qua lâu quá vậy? Dạ. Cái nửa tiếng thấy lâu như vậy mà ngồi máy bay tới mười mấy tiếng. Hồi xưa đi không có thấy mệt mà bây giờ nghĩ tới ngồi máy bay mười mấy tiếng rồi oải quá các bạn. Bị mỏi chân đó các bạn. Máu đó, bây giờ nó luôn thông không tốt á. Cho nên là ngồi sẽ rất là mỏi chân. Nó vậy. Bánh mì. Làm liền cho nóng. Bánh mì mẹ mua ở đâu vậy? Bánh mì Đức Hương. Máy bay đã tới rồi. Cho đây là những người ở trên máy bay họ xuống các bạn. Những người này họ xuống là bắt đầu tiên lên đó, tiên lên cái máy bay này đó.